2018 mà hôm trước em mình có làm cái clip là em đi Hải Hậu Nam Định lấy chiếc xe này rồi. Thì hôm nay em mình đã cho spa đánh bóng với lại dọn dẹp nội ngoại thất, cả mọi thứ là xong hết rồi. Thì em xin phép là lên sóng cho các bác nhá. Em xin nhắc lại với tất cả mọi người, đây là chiếc xe Toyota Innova phiên bản 2.0G, máy xăng, số tự động, sản xuất năm 2018, tên tư nhân biển tỉnh. Chiếc xe này thì mang ngoại thất là màu xám mọi người nhá. Trên phiên bản này nó còn cái phiên bản 2.0V và cái phiên bản Innova Venus đấy mọi người. Thì cái phiên bản này nó gọi là số tự động bản thiếu, nhưng mà cái option trang bị theo xe của nó thì cũng không thiếu gì đâu mọi người. Và điều đặc biệt đó là trải nghiệm chiếc xe này thì nó rất là một chiếc xe rất là tuyệt vời. Các bác có thể nhìn thấy đây, xe chạy có hơn 3 vạn lốp theo xe. Chất lượng xe thì cam kết cho các bác là xe không có đâm đụng ngập nước gì cả. Còn va xước sát va quệt thì không thể nào tránh được mọi người nhá. Em đi một vòng quanh xe này giới thiệu cho mọi người. Thì bây giờ em quay qua nội thất, quay qua nội thất cho mọi người. Nếu như bác nào mà theo dõi em rồi thì biết đó, hôm trước em có đi mua chiếc xe này ở dưới Hải Hưng hay Hải Đường lại quên mất rồi nhỉ. Hải Hưng Nam Định. Nói chung là cái chất lượng xe của chiếc xe này thì các bác yên tâm nhé, kể cả là các bác ở xa, bác nào ở xa mà gọi là không có thời gian đi xem xe, chúng ta hoàn toàn là có thể yên tâm với chiếc xe này. Trần nỉ, 3 dàn điều hòa theo xe, các bác có thể nhìn cái trần của chiếc xe Innova 2018 này, nó rất là hiện đại. Nó không như những chiếc xe dây hay là những chiếc xe Jolly ngày xưa mà có những cái dàn điều hòa, nhưng mà bây giờ nó biến thể, có cả đèn LED xung quanh. Và dàn điều hòa cũng là dàn điều hòa tự động luôn. Với cái hàng ghế thứ ba này thì hầu như là không ngồi đến mọi người nhá. Hầu như là không ngồi đến. Về giá bán của chiếc xe này thì cũng xin chia sẻ với mọi người luôn, đó là em bán trên 600. Bác nào thiện chí thì alo trực tiếp cho em để nhận giá ưu đãi mọi người nhá. Bởi vì báo giá lên thì cũng bác nào hiểu thì nó không sao, nhưng mà có nhiều bác không hiểu thì người ta bình luận những cái câu nói nó không được chuẩn mực, nên là em xin phép các bác nào thiện chí thì cứ alo trực tiếp cho em để nhận giá ưu đãi mọi người nhá. Với chiếc xe này thì nguyên bản của nó cũng chỉ là ghế nỉ thôi, thì anh chủ nhân họ đã độ thêm đã lên bộ ghế da màu nâu da bò mọi người nhá. Đây là bàn làm việc. Bàn làm việc, nhưng mà cũng có mấy khi mà dùng đến đâu. Táp lô. Về cái vấn đề keo chỉ cột kèo như này các bác này, thì em xin phép các bác là em bỏ qua. Tại vì sao? Em cam kết cho các bác rồi, nên là các bác yên tâm, kể cả các bác lên xem xe mà phát hiện xe nó bị lỗi hay là không đúng như mô tả thì em mình hoàn toàn là chịu trách nhiệm và tặng chi phí đi đường cho các bác. Thời điểm dịch bệnh nó cũng khá là căng thẳng, nếu bác nào mà ở xa mà có nhu cầu ấy thì em sẽ ship xe tận nhà cho các bác nhá. Có nghĩa là chúng ta sẽ trao đổi qua hình ảnh, các bác tiến hành đặt cọc, em ship xe tận nhà cho các bác, nếu không đúng em hoàn toàn nhận lại xe, trả lại tiền đi về. Rất rõ ràng quan điểm các bác ạ. Đây là nội thất của chiếc xe Innova. Thì bây giờ em sẽ đi vào bên trong. Đây, bên trong thì mọi người có thể nhìn thấy này, cái vô lăng của nó nhá. Cái vô lăng này, mọi người để ý kỹ cho em này, từng cái nút bấm trên vô lăng còn rất là đẹp. Từ cái núm còi cũng vậy, xe chạy chuẩn là 3.2 vạn, có cả phiếu nhắc nhở bảo dưỡng trong hãng đầy đủ mọi người nhá. Nó tuy là một cái bản thiếu thôi, nhưng mà nó còn cùng không thiếu option gì đâu mọi người ạ. Trang bị của nó cũng rất là ổn định. Và điều đặc biệt chiếc xe này mọi người có thể nhìn thấy này, đã được độ thêm một cái camera hành trình Android luôn, rất là hợp lý, có cả trước có cả sau, cảnh báo lệch làn đường này, định vị GPS không thiếu gì. Và đây là cái màn hình mọi người có thể nhìn thấy đây, màn hình này, điều hòa là điều hòa tự động, các bác nhìn thấy không ạ, rất là mới. Đây, từng cái nút bấm có cả hệ thống cân bằng điện tử, hộp số tự động mọi người nhá, số tự động, hộp đựng đồ này, các bác nhìn này, cái thiết kế của Innova thì nó có vậy thôi, nhưng mà cũng đẹp đấy mọi người, trang nhã, đi sướng lắm mọi người ạ. Em đi từ Hải Hậu Nam Định về, em đi đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ, em chạy 120, em nói các bác câu không phải em khen để bán đâu, mà nó là một chiếc xe rất ổn định. Hệ thống 4 kính điện này, gương gập điện này, các bác nhìn này là mới hay không mới, đúng không ạ? Về chất lượng xe thì các bác hoàn toàn yên tâm nhá. Xe có cả nâng hạ đèn pha, có nghĩa là đèn pha, đèn cốt chúng ta có thể nâng hạ để cho nó lên xuống như này này. Rồi, Hùng mở giúp anh cái nắp capo. Đây là ghế lái.
Các bác nhìn bản lề này, ốc bản lề này, ngoằm khóa nó như thế này này. Rồi, đóng cửa này. Tay nắm đều được mạ chrome hết mọi người nhá. Tay nắm cửa đều được mạ chrome hết này. Xe mang trên mình một cái động cơ là 2.0, máy xăng, số tự động. Mọi người có thể nhìn, em nhìn thấy xe đã, em cho đã dọn rồi. Thì máy rất là mới. Với chiếc xe 2018 này thì các bác hoàn toàn là yên tâm về cái vấn đề gọi là xe có đâm đụng ngập nước gì hay không. Chúng ta có thể trực tiếp nhìn thấy đây. Từ con ốc cabo mọi người nhìn này. Đó. Hay là cái vách nỉ này. Rồi. Rồi, các em tác nghiệp đi. Đã xong, bây giờ đến lượt các em bắt đầu chụp ảnh. Cứ làm việc đi. La răng này mọi người thì nhìn thấy la răng này. La răng đúc nguyên bản theo xe mọi người nhá. La răng đúc nguyên bản theo xe và lốp vẫn còn là lốp theo xe 2018 đây mọi người. Phiên bản G. G số tự động. La răng bên này cũng vậy này. Đây, các bác nhìn lốp đây. Lốp bên này thì còn thoải mái luôn mọi người ạ. Quá đẹp. Rất đẹp và xuất sắc. 2018. Bác nào quan tâm thì alo trực tiếp cho em Bình nhá. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác trong những chương trình lần sau.